quốc chỉ dừng lại ở cái mức độ da thịt thôi á, thì Tâm rất là sẵn sàng tham gia. Cứ mỗi năm thì là Tâm lại nghĩ về Mắt Biếc mấy lần, tại vì đó là một cái kỷ niệm không thể nào quên của Tâm. Nhưng mà để mà thật sự nói là đã 4 năm qua kể từ Mắt Biếc á, nó là một cái gì đó rất là, lần đầu nghe Tâm cũng có thể cảm thấy sốc. Tại vì khi mà Tâm bắt đầu tham gia Mắt Biếc thì nó cũng như là đã bắt đầu con đường điện ảnh của Tâm. Còn lúc mà bắt đầu tham gia Fanti á, thì lúc đó là Tâm vẫn còn là một diễn viên khá là và đã được 3 tuổi ra, nhưng mà cũng chưa có quá nhiều dự án. Thì lúc mà bắt đầu tham gia Fanti thì điều mà Tâm chuẩn bị nhiều nhất nó là nhất là tinh thần. Tại vì đây là một cái dự án rất là khó, và cái tính chất của thể loại nó cũng khá là căng thẳng, tại vì đây là phim giật gân. Thì chuẩn bị tinh thần để có thể nhập vai thật là tốt và xả vai cũng thật là tốt, tại vì cái đó là một cái điều rất là quan trọng cho một người nghệ sĩ. Và cái thứ hai mà Tâm chuẩn bị là Tâm nghiên cứu rất là kỹ, tại vì Tâm cảm thấy là cái trách nhiệm đi kèm với lại một cái vai chính dù sao nó cũng lớn hơn những cái gì mà Tâm đã từng có trải nghiệm. Cho nên là để có thể tham gia vào một thể loại mới với một cái kịch bản dày hơn, một cái thời lượng dài hơn, thì Thảo Tâm đã nghiên cứu rất là kỹ nhân vật của mình cũng như là cái kịch bản nó và thể loại. Mọi người cứ bảo là đừng rung, mà nó không rung là nó xạo á. Tại vì thực sự là để mà đảm nhiệm một cái vai diễn mà nó tầm cỡ như là Ánh Dương, tại vì đây là một nhân vật khó, thì có rất là nhiều áp lực. Tại vì khi mà Thảo Tâm hóa thân vào một nhân vật thì Thảo Tâm cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm lớn nhất đối với cái người nhân vật đó, là làm sao để có thể thể hiện họ một cách sống động nhất và cho họ sống đúng với cái phần đời mà họ được sống, đó là cái phần đời trên màn ảnh của họ. Và cái cuộc đời của họ phải thỏa đáng với cái tiểu sử, cái câu chuyện của họ. Cho nên là khi mà đảm nhận một cô gái phức tạp như là Ánh Dương thì có rất là nhiều điều mà mình cần phải lưu tâm. Mình phải làm sao cho cái cô bé này cổ kể được cái câu chuyện của cổ, nhưng mà lại không đồng thời mình đóng khung cổ và những cái nhãn mác mà nó không đúng với con người cổ. Ví dụ như là khi mà thoạt nhìn thì Ánh Dương có thể là một cô gái rất là bốc đồng, rất là, thậm chí là rất là đòi hỏi, nhưng mà đằng sau những cái đòi hỏi đó là một con người thật. Cho nên là Thảo Tâm cảm thấy thực sự lúc đầu khá là áp lực khi mà phải đảm nhận một cái nhân vật có nhiều lớp lai như vậy. Nhưng mà Tâm nghĩ là cái gì khó thì mình mới nên làm. Mình gọi cô Lê Khanh là mẹ Lê Khanh luôn. Trong suốt cái quá trình mà mình quay hình á, thì thật sự là mẹ Lê Khanh như là một người mẹ thứ hai của mình vậy. Một khi đã là mẹ con rồi thì cái truyền đạt nó cảm thấy nó rất là tự nhiên và nó ấm áp hơn những người đồng nghiệp với nhau. Tâm thật sự tin là như vậy. Tại vì trong suốt cái quá trình mà Tâm được hóa thân thành Ánh Dương và Tâm có mẹ Hằng ở bên cạnh mình, thì Tâm không cảm thấy giữa mình và cô Lê Khanh là chỉ đơn thuần là hai người làm việc với nhau, là một người học trò, học người thầy của mình nữa, mà là một người con đang được lắng nghe mẹ mình chia sẻ. Trong bộ phim này thì người mà Thảo Tâm được tương tác cùng nhiều nhất là mẹ Lê Khanh. Và cứ mỗi lần mà hai mẹ con có một cái cảm diễn với nhau, nghĩa là tụi mình đã có rất là nhiều giờ ở trong cái thời kỳ tiền kỳ để có thể chuẩn bị cho cái cảnh đó. Hai mẹ con trao đổi với nhau, xuống phòng khách sạn của nhau ngồi nói chuyện, và hai mẹ con đi ăn với nhau để có thể thực sự hiểu được và thấm được cái thoại của nhân vật ở trong cái bối cảnh đó, và kiến tạo nên một cái tương tác nó gần gũi hơn á. Tại vì Tâm cảm thấy là cái quan trọng nhất đối với cái mối quan hệ của Ánh Dương và mẹ Hằng là phải làm sao thể hiện được đây thật sự là hai người mẹ con và họ yêu nhau thật sự, chứ không phải là chỉ là những cái diễn xuất bên ngoài. Cho nên là khi mà mẹ Lê Khanh là người luôn luôn quan tâm đến Tâm như vậy, luôn luôn đỡ đần Tâm như vậy, và đồng thời là mẹ Lê Khanh yêu thương Tâm thật, sau này hai mẹ con vẫn nhắn tin với nhau rất là vui vẻ và rất là hay hỏi han nhau, thì cái năng lực đó chính là cái sự truyền đạt lớn nhất từ mẹ Lê Khanh, và nó làm cho cái quá trình quay phim của Tâm nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tâm cũng chia sẻ về cái danh xưng Hot Girl IELTS. Thì cái quan điểm của Tâm nó khá là ngắn gọn thôi, là Tâm nghĩ là cái tên Hot Girl IELTS đó là một cái quá là dễ thương, và Tâm rất là trân trọng vì khán giả đã trao cho Tâm cái tên gọi đó. Nhưng mà Tâm nghĩ là bất kỳ một người nghệ sĩ hay là một người của công chúng nào, họ đều lớn hơn những cái title, những cái nickname của họ. Và Tâm nghĩ là Tâm cũng vậy. Và thật ra là Tâm rất là biết ơn cái tên Hot Girl IELTS, tại vì
nó chỉ về một cái điều rất là đúng, Tâm cũng tốt tiếng Anh, cho nên là những dự án mà nó cần tiếng Anh nó gọi Tâm. Cho nên là lại vô tình là kiểu có một cái lợi thế casting nhỏ nhỏ. Nhưng mà Tâm nghĩ là gần đây thì Tâm có một người anh ở trong ngành, anh chia sẻ một cái câu mà thật sự Tâm rất là tâm đắc, và đó là một cái mà điều mà Tâm phải nhắc bản thân mình luôn nhớ, là có thể đôi khi chúng ta là con người á, khi mà chúng ta có những cái tương tác bên ngoài với nhau, à không, cho nói lại cái câu đó một cách hay hơn nha, khi mà chúng ta gặp nhau thì sẽ có những cái điều mà chúng ta có thể giấu giếm nhau được, nhưng mà ống kính là một cái rất là chân thật, và cái ống kính của cái camera máy quay á, nó là một thứ chỉ đưa ra sự thật đến với khán giả thôi. Cho nên là nếu người đứng trước máy quay họ không có thực lực và họ không thật sự thể hiện được cái câu chuyện thật sự của nhân vật hay là của chính bản thân họ, thì điều đó cũng sẽ dần dà được thể hiện trên màn ảnh. Và đó là một cái mà em rất là tâm đắc, và đó là một cái để nhắc nhở em về cái kỷ luật trong việc tham gia và diễn xuất. Và nó cũng cho em thấy là thật ra là mình có thể có những cái title, mình có thể có những cái nickname ở ngoài, nhưng mà một khi đứng trước camera thì cái nỗ lực thật sự của mình là cái cuối cùng sẽ được thấy. Thật ra là khó chịu thì Tâm cũng không khó chịu, nhưng mà đôi cái lúc Tâm cũng có một cái thôi thúc là Tâm cũng muốn được gọi, muốn được nhìn nhận là diễn viên nhiều hơn. Nhưng mà mình muốn được nhìn nhận là diễn viên nhiều hơn thì mình phải là diễn viên nhiều hơn. Một cách khách quan mà nói thì trong 3 năm hoạt động qua thì chỉ có một năm gần lại đây nhất là Tâm xác định là mình sẽ theo con đường diễn viên chuyên nghiệp thôi. Tại vì Tâm chủ động nhận nhiều dự án hơn và cũng tích cực xây dựng cái hình ảnh diễn viên nhiều hơn. Còn thời gian trước thì Tâm là diễn viên part time, còn full time là sinh viên đại học. Cho nên là cái sự tập trung và cái sự đóng góp cho ngành của mình chưa nhiều, thì mình đương nhiên là mình sẽ chưa được nhìn nhận. Nhưng mà về sau này thì giờ tốt nghiệp rồi nè, giờ mình có thể làm toàn thời gian rồi, thì Tâm nghĩ là cái uy tín của mình hay là cái sự nhìn nhận của mình nó cũng sẽ dần được phát triển, nó tương xứng với sự đóng góp của mình thôi. Tâm hy vọng là sau này mọi người sẽ nhìn nhận được sự đóng góp của Tâm, thì lúc đó hãy gọi Tâm là diễn viên. Có cũng chút, thật ra là chia sẻ rất là thiệt luôn, tại vì Tâm cũng mới là sinh viên mới ra trường thôi, cho nên là biết nói này kỳ không, nhưng mà về mặt tài chính thì mình cũng không phải là một người quá là giỏi, nhưng mà Tâm vẫn rất là tự tin là hiện tại là Tâm có thể duy trì các hoạt động của mình, và đưa ba mẹ đi chơi, đưa ba mẹ đi những chuyến du lịch, mà tại vì ba mẹ của Tâm là những người có một cái tâm hồn rất là tự do, cho nên ba mẹ rất là thích đi du lịch, và đặc biệt rất là thích đi du lịch trong nước. Cho nên là khi mà có thể đồng hành cùng với ba mẹ trên những chuyến đi đó thì Tâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy lắm, kể là mình đạt được những cái mà mình vạch ra rồi đó, đó là đủ rồi đó. Tâm cảm thấy là cái việc có những cái ý kiến trái chiều với những cái nội dung mà mình đưa ra, nó là một cái chuyện rất là bình thường. Tại vì 9 người thì 10 ý, và ai cũng có cái quyền mà để thể hiện cái quan điểm của họ. Thật ra là cái việc mà mình chọn nói lên hay không nói lên đó là cái quyền của mình. Nhưng mà khi mà Tâm gặp những cái vấn đề mà nó những cái phản hồi mà nó không thuận theo ý mình, thì Tâm cũng hoàn toàn nhìn nhận là họ không có, thứ nhất là có thể là không có cùng hệ giá trị với mình, hay là đơn giản là họ không có cùng quan điểm với mình thôi, thì Tâm cảm thấy cái chuyện đó cũng bình thường. Tâm cũng có gặp, nhưng mà Tâm cảm thấy cái chuyện đó là một cái chuyện bình thường. Quất Tâm cảm thấy Tâm với bạn bè của Tâm, thật ra là Tâm có một mối quan hệ khá là tốt với lại các bạn bè ở trong cùng lứa diễn viên của mình, và Tâm cảm thấy Tâm có thể học hỏi được rất là nhiều từ cái sự táo bạo trong cái cách tiếp cận vai diễn của những người bạn đồng tranh lứa của mình. Và Tâm nghĩ là về phía cá nhân Tâm nha, là một người có tiếp cận với lại văn hóa quốc tế từ khá là sớm, và đặc biệt là Tâm coi rất là nhiều phim ảnh quốc tế, cũng như là đã đọc rất là nhiều về những cái đánh giá cũng như là những cái lý thuyết sách vở. Tâm cũng là một người đọc khá là nhiều về những cái bình phim quốc tế, thì những cái chủ đề mà mình xem là 18 cộng, thì 18 cộng là những cái chủ đề là mang yếu tố bạo lực này, hoặc là mang yếu tố có tính dục tình dục này, thì nó không phải là những điều cấm kỵ, thậm chí nó là những cái điều phản ánh những cái sắc thái khác nhau trong xã hội. Nếu như cái câu chuyện phim mà Tâm được tiếp cận có yếu tố 18 cộng, nhưng nó là một cái câu chuyện
được phát triển một cách dày dặn, phát triển một cách sâu sắc, chứ không chỉ dừng lại ở việc dùng cái yếu tố 18 cộng như là một cái chủ điểm gây sốc, và chỉ dừng lại ở cái mức độ da thịt thôi á, thì Tâm rất là sẵn sàng tham gia. Tại vì Tâm cốt lõi của một cái kịch bản mà Tâm tìm là một kịch bản sâu sắc, thấy không?